Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự buổi lễ, cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương. Trong diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập lãnh đạo Đảng và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quý báu của toàn thể đội ngũ cán bộ mặt trận trong suốt 90 năm qua, đã nỗ lực thực hiện chương trình hành động của mặt trận, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành trung tâm đoàn kết, khơi dậy phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước ngày nay. Kể từ khi ra đời đến nay, dù có những hình thức và tên gọi khác nhau, nhưng với nguyên tắc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, làm điểm tương đồng, Mặt trận Tổ quốc đã góp phần quan trọng tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ ở cơ sở, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, hiệp thương, lựa chọn các ứng viên, ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, thực hiện việc lắng nghe kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại và kiều bào. Hoạt động đối ngoại của mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, góp phần hiệu quả cùng đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các kết quả mặt trận đạt được có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng những cống hiến to lớn của Mặt trận Tổ quốc trong 90 năm qua, đồng thời nhấn mạnh câu nói của Bác Hồ: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công, và yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình trong việc củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, kiên quyết, kiên trì cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Công tác của Mặt trận Tổ quốc cần phải đổi mới sâu sát hơn với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc phải là hạt nhân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vận động nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, tích cực phòng chống tham nhũng, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, luôn giữ vững và phát huy sức mạnh vô địch khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.